Bởi vì nhiều bạn tiếng Việt mình sẽ đọc là
nó mới comment trên status của mày kia. Comment các bạn hay đọc như thế. Tức là các bạn đang nhớ năm 2 đó. Cơ mà thực tế từ này, nếu bạn check ở Oxford Dictionary thì mọi người sẽ thấy là từ này nhớ năm nhất cơ. Cả danh từ và từ luôn. Ok. Danh từ và động từ thì bạn sẽ có hai cách phát âm. Tức là cả danh từ và động từ phát âm như nhau, nhưng mà mình chia ra giọng Mỹ sẽ phát âm khác. Comment. Giọng Anh sẽ phát âm khác. Comment. Đấy. Comment. Đấy, không phải là comment. Nhưng mà tiếng Việt, mày ơi, nó vừa mới comment trên Facebook của tao, mình chả hiểu gì cả. Thì mình dùng comment để cho người Việt của mình hiểu cũng được. Cơ mà nếu mà mình muốn nói chính xác thì mình là comment. Ok, rồi, lại cái câu của cô nè. Would you? No, not really. Mình không nhất thiết phải đọc là you, đúng không? Bởi vì từ you ở đây không có nhấn nha. Cho nên nó chỉ thành âm ơ thôi. Would you like? Nếu mà mình like, mình đọc đầy đủ cái âm khờ ở phía sau từ đó ra. Would you like to? Như vậy câu sẽ bị gián đoạn. Ok, cho nên tạm thời chữ khờ ở đó mình cũng cho nó thành âm stop luôn, dừng nó luôn. Would you like to? Ok, would you like to comment? Nữa nè, would you like to comment? Nữa nha, would you like to comment? Tiếp, từ on nó nằm ở phía sau chữ comment. Và comment kết thúc bằng âm t, do đó mình sẽ dùng âm t để nối vào phía sau luôn. Would you like to comment on? Ok, cuối cùng là that. Would you like to comment on that? Rồi, lại lần nữa nha. Would you like to comment on that? Bạn có muốn bình luận không? Would you like to comment on that? Sure. Ok, good job. Rồi, và đây là cách cuối cùng của cô. Cách này còn dài hơn nữa. Does anyone want to say anything about that? Ok, có ai muốn nói gì về vấn đề này không? Câu mình rất là hay dùng. Rồi bây giờ mình phân tích nha. Does kết thúc bằng âm s. Ok, mình sẽ link qua chữ anyone ở phía sau. Does anyone? Ok, does anyone want to? Nhất phải đọc want to. Mình có thể chuyển to về âm ơ. Đã đúng rồi. Want to say. Và thậm chí trong văn nói đôi khi người ta cũng dùng là want to. Ok, does anyone want to say? Lần nữa nha. Does anyone want to say? Does anyone want to say anything about that? Nếu mà từ about mình đọc rõ âm t ra thì một lần nữa câu sẽ bị gián đoạn, cho nên là bạn thở stop cho cô luôn. Does anyone want to say anything about that? Ok, cái từ âm t ở phía sau từ that, bạn có thể phát âm cũng được, không phát âm cũng ok, nhưng mà thông thường cô nghĩ là bạn không cần phải phát âm answer ở trong từ that ở phía cuối nha. Does anyone want to say anything about that? Các anh muốn nói gì vấn đề này không? Lần nữa nha. Does anyone want to say anything about that? Ok, rồi cô nghĩ là nếu mà bạn đã chọn cách như thế này thì tốt nhất là bạn nên luyện cho đến khi nào nó trở thành bản năng của mình luôn. Mình muốn nói là mình cứ việc mở miệng ra và nói thôi, nó giống như phản xạ vậy. Nếu mà bạn đọc không kỹ thì khi mà bạn phát âm cái câu dài như thế này, nó cứ từ từ thì cô cảm thấy nó không có tự nhiên lắm. Ok, bạn nên chọn một cách nào mình cảm thấy là mình thích cách này và mình hay sử dụng cách này nhiều, và mình luyện cho đến khi nào nó trở thành là của mình thôi. Xong cái phần mình hỏi người ta rồi, thế còn bây giờ mình đặt trường hợp là mình được hỏi ý kiến thì mình sẽ trả lời như thế nào? Cách thứ nhất, cách đơn giản nhất, tôi nghĩ rằng, bạn nghĩ như thế nào? I think you're beautiful. Ok, hoặc là tôi nghĩ rằng chúng ta nên. I think we should. Không, mình sẽ bảo I think we should. Not really. Stop cho câu luôn. I think we should study English. Ok, good job. Đây là cách thứ hai, nó khó hơn một xíu. I'm convinced that we should. Các bạn biết từ convinced ở đây nghĩa là gì không ạ? Cái từ C và E khi mà vào cách âm ấy thì cũng giống như từ lời khuyên. Nếu mà C, E nằm ở cuối thì mình sẽ phiên âm là âm S, đúng không ạ? Advise. Ok, advise. Đây cũng thế. Convince. Từ convince này nó mang ý nghĩa là khuyên một ai đó hay thuyết phục một ai đó làm điều gì đó. Convince somebody to do something. Thuyết phục, ok. Tôi bị thuyết phục rằng chúng ta nên làm điều này. Tức là tôi tin tưởng rằng, tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm điều này. Thay vì dùng là I think that, I believe that, thì mình dùng I'm convinced that. Như vậy thì câu nó sẽ trở nên trang trọng hơn một xíu. Ok,
Bây giờ mình đi về cách phát âm của những từ này nha. Cái từ convince, nguyên mẫu của nó kết thúc bằng CE, nó sẽ là âm S. Còn ED, nếu mà bạn đứng ở sau âm S thì sẽ tạo thành âm T. Do đó mình sẽ phát âm là convinced. Convinced phát âm như thế là đúng, nhưng mà trong trường hợp này từ that đứng ở phía sau từ convinced. Như vậy thì nếu mọi người cố gắng phát âm cái từ convinced thật rõ ràng bằng cách có đủ luôn âm T ở cuối cùng thì rõ ràng cái câu này nó sẽ bị đứt. I'm convinced that. Như vậy thì nó sẽ bị gián đoạn, cho nên là âm T ở đây, mặc dù mình biết là nó có âm T đó, cơ mà nó vẫn là âm T stop. Ok, I'm convinced that. Như thế rồi, ok. I'm convinced that we should. Ok, lại lần nữa nè. I'm convinced that we should. Phương chia sẻ với các bạn một mẹo như thế này. Thông thường mình chỉ đọc đúng cái âm đấy khi mà nó nhấn thôi. Còn nếu mà âm đấy nó không nhấn thì thông thường mình sẽ chuyển sang âm ơ cho cô. Bởi vì âm ơ là âm trung gian. Đấy là trường hợp phổ biến nhất, khả năng cao nhất. Rồi, good job. Bây giờ mình chuyển sang cách thứ ba. Tôi nghĩ là chúng ta nên làm như thế này. It seems to me that. Seems nghĩa là dường như, đúng không? Các bạn biết từ này rồi. Như vậy sẽ là dường như đối với tôi thì tôi nghĩ là như thế này nè. It seems to me that. It seems to me that. Cách nói này thì nó cũng cho ra ý kiến, cơ mà bạn không có quá tự tin hay là quá khẳng định về ý kiến của mình, cho nên bạn chỉ dùng từ seem thôi. Ok, một cách rất nhẹ nhàng. It seems to me that. Good job. Đây, vậy thì mình vừa mới hoàn thành xong phần đầu tiên là ask for opinion, hỏi và trả lời về ý kiến cá nhân. Thì cô mong muốn là các bạn sẽ về nhà và chọn cho mình một cách nào phù hợp với bản thân mình nhất. Mình cảm thấy mình phát âm, mình ứng ý cách nào nhất thì mình chọn cách đấy và luyện tập nhiều vào cho đến khi nào nó trở thành thói quen của mình luôn. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần kế tiếp.